Ông khổ lắm các bác ạ. Đi đón hàng, đi đón hàng kiểu này hơi căng. Đây các bác xem nha, cái công đoạn là vào thùng này, cái này em vừa có để lên trên nóc cái loa xúc trầm kia nó xước tí. Đấy. Bây giờ anh em là sẽ bắn bát vào thùng. Với cái cấu hình này thì tức là đánh một phát khói mù luôn, trong vòng 3 giây là 20.000 W ở 4 ohm. Đấy là các bác liệu đường mà đánh nhá. Cấu hình cao cấp nhất, đây là một đơn đặc biệt của một bác khách ở trên tỉnh trong tỉnh Hưng Yên và địa phận là huyện Khoái Châu. Sơn sàn cáp, bông nỉ và bass đua vai côn. Nó sử dụng hai công nghệ mà của Essential, duy nhất của Essential mới có, đó là tensacon và đua vai côn. Tức là nếu như đua vai côn ở JB họ cũng có, nhưng mà họ sẽ làm là côn dây nhôm dẹt và cuốn theo kiểu một lớp. Nhưng cái này là đua vai côn cuộn dưới hai lớp và cuộn trên cũng hai lớp. Đấy, đua vai côn và tensacon. Nên là nó sẽ là một cái điểm đặc biệt của TNW 3000. Còn nếu như các bác hỏi tại sao TNW 3000 xịn mà giá rẻ này không có đâu, con này hàng Trung Quốc loại 1 thôi. Còn nếu như cái cặp Essential này mà xịn thì chắc nó khoảng tầm 1.200-1.500 đô một cặp. Tức là nó khoảng tầm gần 40 triệu một cặp cụ bát này. Hàng xịn nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu Essential. Đây từ thường nhá, từ neo nó chỉ đắt hơn có vài triệu thôi. Từ neo thì là có TNW 5000. Còn các bác muốn thắc mắc là em ơi có sơ đồ thùng này không? Thùng để nắp cái loại này chuyên dùng của hãng này, đề xuất của hãng có 120 một tập. 120 bộ hồ sơ, bên em vẫn có bán đều. Bây giờ này anh em là sẽ xoắn dây, tỉa dây xong bắt đầu là bắn ốc vào thùng có độ nong đen đầy đủ. Đây các bác nhé, nong đen này, độ nong đen bởi vì ốc là nó sẽ nọt ngay. Đấy. Ốc là thường thường là nó sẽ nọt ngay. Đây ốc trong đây, ốc này thì không nọt nhưng mà nó không được chắc chắn lắm, nên là bên em thì vẫn cố là độn thêm nong đen nữa cho nó yên tâm tuyệt đối, để các bác hạn chế bắt bẻ đến mức tối đa. Đấy, khi nắp vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó có nong đen đây, nên là yên tâm luôn nhá, làm cầu kỳ cẩn thận tí cho là các bác đỡ chê. Đấy. Ok. Đây là cái, lấy cái khoan bắn Makita bắn cho nó khỏe. Ok, thì bây giờ em sẽ nắp cái này lên nhá. Lát nữa nắp xong thì em sẽ quay cho các bác xem test thử luôn. Đấy. Đánh rất là tuyệt luôn. Bây giờ em chơi theo kiểu là một chọi hai luôn, một chiếc QT RX 602 và một đôi súp. We'll be right back.